Bộ trưởng Ngoại giao Úc Đại Lợi công du Sri Lanka, tin từ Colombo. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Đại Lợi ông Bob Carr đã gặp Ngoại trưởng Sri Lanka, ông Gamini Paris vào ngày hôm nay trong nỗ lực để ngăn chặn nạn buôn lậu người giữa hai nước. Hải quân Sri Lanka cho biết đã bắt được 2.900 thuyền nhân bất hợp pháp trong năm nay, hầu hết trong số họ đang trên đường đi đến Úc. Ông Carr đang ở Colombo cho một chuyến công du 3 ngày và theo dự kiến sẽ thảo luận với ông Paris về việc chia sẻ thông tin tình báo. Tại một cuộc họp báo chung ngày hôm nay tại Colombo, ông Paris nói rằng Úc đang làm rất nhiều điều để ngăn chặn nạn đưa người lậu vào quốc gia này, như sẽ không cho những người này có cơ hội làm việc tại Úc để gửi tiền tiết kiệm của họ trở về nhà, cũng như họ sẽ không được hưởng các phúc lợi chăm sóc sức khỏe và dịch vụ giáo dục. Và Sri Lanka sẽ hợp tác với Úc để giải quyết vấn đề người tị nạn. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc Úc Đại Lợi cung cấp thêm sự giám sát và các thiết bị điện tử để mở rộng khả năng của Sri Lanka chống lại các hoạt động buôn lậu. Ngoại trưởng Úc cho biết chính phủ nước này sẽ gửi trả về Sri Lanka trong vòng 72 giờ đồng hồ tất cả những ai đi vào vùng lãnh hải của Úc thông qua các đường dây của những kẻ buôn lậu. Các giới chức của Úc Đại Lợi cũng cho biết nước này đã quyết định sẽ chi 700.000 Mỹ Kim cho các chiến dịch nhắm mục tiêu các làng và thị trấn được xác định là điểm nóng của băng đảng đưa người vào lậu để thông báo cho mọi người rằng họ sẽ bị gửi trả lại. Chính sách này đã bị lên án bởi Đảng Xanh và các nhóm nhân quyền. Cả hai từ lâu đã phê bình các trung tâm giam giữ trên Manus và đảo Nauru ở Thái Bình Dương, lập luận rằng chính sách răn đe này là không nhân đạo.